Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiết số 2 bài 13 làm tròn số đến hàng trăm nghìn. Sách giáo khoa môn toán lớp 4, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng ta học các em nhé. Bây giờ thì hãy mở sách của chúng mình ra, trang số 46 nào. Rồi, mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu làm tròn số dân của mỗi tỉnh dưới đây đến hàng trăm nghìn. Thế này, đây là cái nguồn để người ta lấy, đúng không nào? Theo liên giám thống kê. Rồi nhớ là gì? Đến hàng trăm nghìn, được chưa? Tức là chúng ta sẽ làm tròn số dân của các cái tỉnh nè. Bà Rịa Vũng Tàu, mà nói tới Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta biết ngay là gì? Cái giàn khoan, đúng không? Đúng không? Đấy, giàn khoan dầu khí. Rồi Hải Dương, bánh đậu xanh rồng vàng. Rồi Nghệ An quê bác, đúng không? Rồi như vậy thì nhiệm vụ của chúng mình là gì? Làm tròn số dân của các tỉnh đến hàng trăm, trăm nghìn. Bài 1 nè. Số dân của Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa này, Vũng Tàu làm tròn, đúng không? Trả lời luôn nhé. Đến hàng trăm nghìn. Đến hàng trăm nghìn sẽ là, đấy, ta sẽ xem này. 1.167.900 người, đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn. Tức là gì? Làm tròn đến số 1. Sau số 1 là số 6. 6 ở hàng chục nghìn. 6 này lớn hơn 5 nên mình sẽ làm tròn, làm tròn lên, đúng không nào? Vậy thì sẽ là 1.200.000 ngày, đúng không? Người nhá. Ok. Được chưa? Rồi tương tự như vậy mình sẽ làm tròn số dân của tỉnh Hải Dương. Số dân của Hải Dương. Hải Dương có bánh đậu xanh rất nổi tiếng, đúng không? Làm tròn đến hàng trăm nghìn. Trăm nghìn là đây. Hàng trăm nghìn à. Đơn vị chục, trăm nghìn, chục nghìn, trăm nghìn. Như vậy tức là làm tròn đến số 9, mà sau số 9 là số gì? Số 1. 1 là hàng chục nghìn, nhỏ hơn 5. Do vậy đây là làm tròn xuống. Làm tròn xuống thì chúng ta sẽ lấy là 1.900.000 người. Được chưa? Êm không? Quá êm, đúng không? Rồi tiếp theo. Số dân của Nghệ An. Đấy, ai ở Bà Rịa Vũng Tàu, ai ở Nghệ An, ai ở Hải Dương thì like nhá. Của Nghệ An làm tròn đến hàng trăm nghìn là. Rồi chúng ta sẽ làm tròn cái số đây, đến hàng trăm nghìn. Đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn. Tức là làm tròn đến số 3. Sau số 3 là 6. 6 lớn hơn 5. Như vậy mình sẽ làm tròn, tròn lên. Vậy sẽ là 3.400.000 người. Được chưa? Đấy, xong bài số 1 nhé. Được chưa game? Như vậy chúng ta đã làm tròn số dân của Bà Rịa Vũng Tàu, của Hải Dương và của Nghệ An.
sang bài 2. Chọn câu trả lời đúng. Người ta cho này. Số nào dưới đây làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được 200.000. À, tức là gì? Làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được là 200.000. Đúng không? Được chưa? Vậy thì chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Rồi các em làm tròn nhớ là gì? Đến hàng trăm nghìn. Trăm nghìn. Làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được cái số này. Đúng không? Rồi, số đầu tiên à, 149.000. Hàng trăm nghìn là số mấy? Số 1. Sau số 1 là số mấy? Số 4. Như vậy làm tròn xuống, anh này làm tròn đến hàng trăm nghìn chỉ được 100.000 thôi. Loại. Đáp án A. Rồi sang đáp án B. 190.001, tức là làm tròn đến số 1. Sau số 1 là số 9. Đúng không? Như vậy thì anh này sẽ làm tròn gì? Làm tròn lên. Như vậy anh này sẽ được là 200.000. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi đáp án B rồi nhá. Ok. Sang đáp án C nào. 250.001 làm tròn đến số 3. Sau 3 là 5. 5 bằng 5 cộng thêm 1. Như vậy anh này làm tròn lên được 300.000. Loại luôn. Đúng không? Đáp án D. 284.940 làm tròn số 2. Sau 2 là 8. 8 lớn hơn 5. Làm tròn lên 300.000. Đó. Như vậy thì chỉ có mỗi anh nào đây? Anh này thôi đúng không? Anh này làm tròn lên là 100.000 là loại nè. Đúng không? Anh này làm tròn lên là được 200.000 nè. Anh này làm tròn lên đúng không? 300.000. Và anh này là mấy? Cũng 300.000. Như vậy chỉ có anh nào đây? B. Ô Văn Kê. Rồi. Và đến đây chúng ta đã hoàn thành được bài 13. Đừng quên là chia sẻ kênh và chia sẻ video các em nhé.